Em Thanh Lý nha. Súp này á, thì mua về từ Nhật về mà ghim điện vô á, thì nó mắc nguồn, nó không có lên điện. Đây là súp điện hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, thương hiệu Đề Đông nha. Bát ướp đất 18cm, củ lo bát đã ghê luôn, bắn mù nguyên bản nguyên zin, xịn sò chất lượng, củ lo phê thiệt. Cái này là em tháo cái chân ra cho các anh thấy cái bát ướp đất của nó, cái lỗ thông hơi nè, đẹp nha, ngoại hình xuất sắc như mới, ngoại hình cực kỳ xuất sắc, rất đẹp, thùng nặng. Bây giờ em sẽ đẩy cái nắp lại quay sau lưng cho các anh nha. Bây giờ nãy giờ thì mình mở ra để cho các anh thấy được cái bát ướp đất nó như thế nào. Một lần cuối cùng em quay gần lại một lần nữa nha. Đây, bát ướp đất, cái hình lò bát đây, đánh bao lực. Rồi, đẩy lại. Kích thước chiều cao 35cm, chiều sâu 35cm, chiều ngang 25cm, nặng tầm 10kg, bát 18cm, bát ướp đất, công suất là 56W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Đây là súp điện nên mình có thể chỉnh được volume các tầng trên cái súp này. Ngoại hình đẹp, màu gỗ đỏ như vậy cực kỳ đẹp. Cái súp này mà có điện vào chạy hoàn hảo thì em bán tầm 4 triệu nha. Nhưng mà bây giờ mắc nguồn rồi thì bán Thanh Lý là 1,5 triệu cho các anh nào về mang thợ sửa nguồn hoặc làm gì đó làm. Thợ mà sửa được thì nó là giá trị khác rồi đúng không? Nguyên bản, nguyên zin. Bên em không có thợ nên các anh khỏi lăn tăn suy nghĩ là em sửa nát ở đây rồi em bán cho các anh, là không phải. Mở ra thấy chỗ nào em sửa đền bù 300% giá trị cho các anh. Thợ em không có và đảm bảo nguyên bản, nguyên zin, không chỉnh sửa gì hết. Ghim điện vô thấy mất nguồn là Thanh Lý. Giá là 1,5 triệu cái súp này nha. Lật ngược lại giùm chị. Đây là bát ướp đất, bây giờ chị lật. Bây giờ lật lại cho các anh xem nha. Nguyên bản, nguyên zin, hàng về còn keo, còn này chưa vệ sinh luôn á, còn nguyên miếng băng keo luôn. Hình thức rất đẹp. Em quay mặt sau luôn giùm chị, quay lại giùm chị. Rồi, mình cùng xem mặt sau nha. Đây, nó bóng của cái màu giống như mà thương hiệu Denon, mấy cái lo mà cao cấp nó gỗ bóng á, cực kỳ nặng, nặng trên 10kg. Denon DSW 33SG, công suất là 52W, hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Đây là nút nguồn, đây là chỉnh tần số, đảo phay các tầng volume. Ồ trời ơi, rất là nhiều chỉnh ở trên này, up on rất là nhiều, có ngõ line in line out. Nếu mà nhà có âm ly có ngõ súp thì ghim ngõ súp in vô thôi. Sorry, ghim ngõ in, còn ở trên âm ly mình ghim ngõ out. Em xin nhắc lại, hàng nguyên bản, nguyên zin, hình thức đẹp, mắc nguồn nha. Đủ ngõ kết nối, lo màu gỗ bóng như vậy, rất là đẹp. Nguyên bản, nguyên biên, nguyên zin, nguyên bụi. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, nhận hàng tại nhà. Mua cái súp này thì cọc giúp em 500.000. Còn 1 triệu còn lại thì bưu điện sẽ giao hàng tặng nơi cho mình. Các anh nhận hàng thanh toán cho bưu điện, bên em không bao ship nha. Nhận hàng thanh toán phí ship luôn giúp em. Số điện thoại cũng như Zalo bên em là 0931008099. Gọi đến số này để em tư vấn. Đây, súp cắt to, hoặc là gửi hình ảnh chi tiết cho các anh tham khảo trước khi mình quyết định mua hàng nha. Hình thức đẹp, chất lượng vô cùng. Bây giờ em kết thúc clip test. Các anh nào mua hàng thì xin nhắc lại, liên hệ 0931008099. Giá bán là 1,5 triệu. Súp mắc nguồn, nguyên bản, nguyên zin.